Từ tối qua mùng 8 tháng 3 đến sáng nay tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 3 trận động đất. Các trận động đất này được Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận có mức độ rung chấn từ 2,8 đến 3,7 độ và có độ sâu chấn tiêu từ 8 đến 10 km. Các trận động đất này được ghi nhận không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay, huyện Con Plong đã ghi nhận 7 trận động đất với cường độ khác nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức gây dư chấn nhẹ.